căn villa mini góc hai mặt tiền nha quý vị, ngang 5, sâu 12m, thiết kế một trệt và 3 tầng lầu, một căn nhà phố rất đẹp hướng Tây. Tọa lạc trên trục đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Xóm Mới. Một căn góc hai mặt tiền, thiết kế vô cùng đẹp và thoáng với nhiều cửa sổ bên hông. Đây là một căn nhà phố hiện đại nha quý vị, đang được chủ nhà đại hạ giá giảm sâu tới 800 triệu đồng bán nhanh. Một căn nhà phố rất đẹp, nằm trên trục đường thông này, trục đường buôn bán được luôn, đứng nhà 5m nha quý vị. Ngang 5, sâu 12m, góc hai mặt tiền. Quý vị nhìn không gian bên hông này. Không gian bên hông thì sẽ chỗ cửa sổ và trồng cây xanh rất là nhiều. Mà căn góc rất đẹp này, giá bán tương đối rẻ nhá, chỉ 7 tỷ hơn một tí thôi. Vị trí đẹp, có nhiều cửa sổ, đường thông, nằm ngay trục đường Thống Nhất, sát bên khuôn cư Cityland, siêu thị Lotte Mart và trục đường Nguyễn Văn Lượng. Vị trí này quý vị đi đâu cũng tiện, đi qua sân bay khá gần và đi về Bình Thạnh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ vào 10 đến 20 phút thôi. Và chúng ta sẽ nhìn lại mặt tiền mặt chính căn nhà một lần nữa này. Một căn nhà phố hiện đại xây mới 100%, thiết kế có sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng vào bên trong căn nhà này nha quý vị. Căn nhà thì thiết kế mới và đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm, có hệ thống camera quan sát từ trên xuống dưới. Nhà thì có lớp cửa cổng sắt 4 cánh bên ngoài, bên trong là khoảng sân đậu xe máy này. Quý vị nào có yêu thích trồng hoa, trồng cây kiểng hoặc là trồng rau thì căn nhà này thì có rất là nhiều khoảng không để chúng ta có thể trồng hoa, trồng cây nhá. Ở đây thì không gian phòng khách bên trong thì có sofa kết hợp với màn hình tivi và tủ kệ tivi, tủ rượu. Không gian phòng khách thì cầu thang ép sát vào bên tường và đi lên này, có đèn led chiếu sáng nhá. Di chuyển vào phía trong thì quý vị thấy bên trên trần thì có đèn led, những bức tường được ốp nhựa trang trí này, vệ sinh dưới cầu thang này. Và không gian bếp thì có bàn ăn, bàn đảo thức ăn, tủ bếp trên dưới, tủ rượu, tủ kệ để đồ, tủ lạnh hai cửa aqua kết hợp với không gian bàn đảo, tủ bếp, bếp âm rất là đẹp và tuyệt vời. Giá bán chủ nhà đang chào bán là 7 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng. Ngang 5, độ sâu 12m, góc hai mặt tiền. Quý vị có chú quan tâm căn góc hai mặt tiền nằm trên trục đường Thống Nhất ngay ngã tư Xóm Mới này, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Giá bán chủ nhà đang giảm sâu để bán gấp lấy tiền cưới vợ cho con nha quý vị. Quay ngược ở đây thì quý vị nhìn thấy không gian phòng khách rất là rộng và nhà mình thì có cái không gian khoảng không bên hông này. Khoảng không này tầm 1m nha, có bồn rửa mặt này, có không gian để chúng ta trồng rau, trồng cây xanh hoặc là treo kiểng, treo lan ở đây thì phải nói là tuyệt vời. Khoảng không này thì rất là rộng. Đây là không gian phòng bếp của căn nhà, phòng bếp của căn nhà này tương đối đẹp nha. Rất là đẹp nha quý vị. Căn góc hai mặt tiền rất là thoáng. Quý vị có chú nào quan tâm thì alo về cho bên em để được tư vấn và đi xem nhà. Phòng vệ sinh dưới tầng trệt này. Sofa, tủ kệ để đồ, tủ kệ tivi, màn hình tivi. Nhà có bản vẽ thiết kế và hồ sơ thiết kế luôn nha mọi người. Bản vẽ thiết kế và hồ sơ thiết kế chủ nhà đang để đây. Và theo chân em Hùng di chuyển lên trên lầu theo cầu thang, chúng ta sẽ đến với không gian kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ nhé. Cầu thang đi lên thì sẽ có đèn led chiếu sáng này và có lan can tay vịn. Lên đây thì chúng ta sẽ có đến với không gian hai phòng đầu tiên của căn nhà, phòng số 1 và số 2. Phòng ngủ số 1 này có bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, giường ngủ 2m, bàn trang điểm, máy lạnh và có cửa sổ ra khu vực bên hông. Do nhà mình là nhà hai mặt tiền. Đây là không gian phòng số 1. Tủ áo thì đặt kế bên cửa ra vào và ngay cửa toilet nhé. Tủ áo thì đóng đẹp, phun trần với đèn led bên trong. Phòng vệ sinh thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt bên ngoài. Bên trong là vòi tắm hoa sen, gương soi và đèn led. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần. Đây là không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà và chúng ta sẽ cùng qua không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì cũng rất là đẹp, với đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm. Quý vị sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo này. Đây chúng ta có tủ áo nha. Và bên ngoài đây có ban công, cửa sổ ra ban công. Ban công thì có trồng cây xanh. Nhà thiết kế theo mẫu hiện đại, mặt tiền bên ngoài sơn phun cát nhìn rất là đẹp. Không gian thiết kế rất là thoáng cho một căn nhà góc hai mặt tiền. Có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ luôn. Quý vị cô chú nào đang có nhu cầu tìm mua thì bốc máy và alo ngay về cho bên em Hùng theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sử dụng ngay căn villa mini góc hai mặt tiền, ngang 5, sâu 12m, nằm trên trục đường Thống Nhất thuộc ở phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Xóm Mới này nha quý vị. Rất là gần với khuôn cư Cityland, siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng và di chuyển qua sân bay khoảng tầm 10 phút thôi. Đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút, qua Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức khoảng tầm 10 đến 15 phút nha. Nên đây là không gian của lầu 2, chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 3 và số 4.
Hai phòng tiếp theo căn nhà này quý vị cũng đầy đủ trang thiết bị nội thất. Nhà thiết kế quá chill, có ban công bên ngoài, cửa sổ ra ban công, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, có bàn trang điểm ngay đầu giường. Và bên này thì có tủ kệ tivi, tủ kệ để đồ và tủ áo. Máy lạnh cũng được trang bị sẵn rồi. Sàn phòng ngủ thì ốp gạch 80 từ trên xuống dưới nên là vô cùng ấn tượng và khá là đẹp. Phòng vệ sinh có phòng ngủ số 2 này, là phòng ngủ số 3. Cũng có bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi. Còn bên đây là không gian của phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Các phòng ngủ thì được trang bị nội thất tương đối giống nhau nhé. Đây, giường ngủ này, chăn ga gối đệm này, máy lạnh này, tủ áo đóng phun trần. Bên này là tủ kệ tivi và kế bên đây là không gian phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh cùng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ngang 5, độ sâu 12m, góc khai mặt tiền. Một căn nhà góc rất hiếm trên địa bàn quận Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà góc có cầu thang với đèn led đi lên từ trên xuống dưới, nhìn rất là đẹp. Và giá bán thì rất chi là rẻ, 7 tỷ 150 triệu đồng. Bên đây là không gian phòng thờ này. Chúng ta có không gian phòng thờ rộng trên đây nhé, khoảng phòng thờ. Và ở đây thì chúng ta sẽ có sân sau. Sân sau này thì giặt đồ phơi đồ. Chủ nhà này làm rất là kỹ nha quý vị. Có lập mái này, có rào chắn xung quanh này, còn có luôn cầu thang để chúng ta thăm bồn nước và năng lượng mặt trời bên trên nữa. Và ngoài đây thì chúng ta có không gian phòng thờ rộng ở đường trước này. Đây nhé, phòng thờ đây nha quý vị. Phòng thờ chủ nhà cũng làm sẵn luôn rồi, rất là rộng. Và một khoảng sân thượng trước được để một bộ bàn ghế sắt này và trồng cây xanh. Ngang 5, độ sâu 12m, góc 2, mặt tiền rất thoáng. Mặt tiền sơn phun cát rất đẹp và tuyệt vời. Giá bán chỉ 7 tỷ 150 triệu đồng thôi. Quý vị cô bác quan tâm đến căn nhà đầy đủ công năng nằm trên trục đường Thống Nhất ngay ngã tư xóm mới này, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 677. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.